Hello cả nhà yêu, đang quay cho mọi người là xem cây mận hậu nhá. Cây này sẵn ở trong bầu mọi người nhá. Cây nó như thế này đây. Nào. Rễ. Mọi người nhìn thấy rễ trắng này. Đó đó. Đó, mọi người yên tâm luôn mua cây nhá. Trồng được mọi loại đất mọi người nhá. Số điện thoại mình là 0983 517796 ạ.